Đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm của gia đình bà Biểu ở huyện Thanh Oai. Từ sáng đến tối một tuần trước Tết Nguyên đán, hai vợ chồng bà hầu như có mặt ở đồng để thu hoạch mùi đem ra chợ bán. Năm nay vừa lắm cỏ thế này. Năm ngoái chính là mình gieo muộn nhưng mà nó có hoa lại tươi. Nó tươi cây nó đẹp. Nếu mai mà người ta còn lấy thì chở ra buổi chiều đỡ vội. Thì sáng mình còn lại đi bán được hàng khác. Năm nay gieo sớm hơn thành ra là khô nhiều quá. Lại vừa do thời tiết mưa nữa. Năm ngoái thì lại gieo muộn thì lại lắm hoa. Bà trồng lâu năm lắm rồi, từ thời cái nghề cổ truyền của các ông bà để lại, thì cùng thứ bà từ ngày bà làm tiếp tục từ ngày đấy, không biết là bao từ ngày bà biết là ấy là bà làm, không năm nào bà bỏ cả, năm nào cũng làm. Bà trồng vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì là bán mùi lá ăn vào cái thời điểm tháng 11 đến tháng 12 cậu. Lúc này là thời điểm này là lúc bận nhất. Mỗi ngày bà đi bán khoảng 2.000 bó. Là được 2 triệu. Hết mùa lá mùi già đấy, bà lại trồng su hào. Ăn su hào xong thì bà lại trồng rau muống. Làm cái này đơn giản lắm. Cứ gieo hạt xong là nó mọc lên là làm cỏ, tưới bón phân thôi. Còn cái này mà không được tránh nhiều nước, nó không ưa nước. Nhiều nước là hỏng. Bây giờ như ngày xưa cũng như nhau đấy. Cái thời kỳ mà Bình Đào họ còn làm pháo ấy, thì là họ rất là chuộng cái cây này để họ tắm gội vào dịp cuối năm. Sáng mùng 1 là đi các cụ này rửa mặt đi gia đình ra chùa. Đây là ngày 23 ông công táo đun để bao sái bát nhang, ban thờ. Cái mùi già này tắm là có ý nghĩa là cái tẩy trần năm cũ để sang năm mới. Cho nên hết cái bụi trần của năm cũ ấy. Nên là ngày xưa từ thời xa xưa các cụ đã như thế, thì giờ các bà lại cũng thế theo các cụ làm thôi. Để giờ tôi vui. Cái rượu này đi con. Đi 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 đi. Ôi, chân đất đau chân quá. Vứt. Vứt. Ui, đi vào. Nhanh. Bây giờ làm cái này thì cũng được cao. Bỏ to không được không? Món một năm ý. Chợ hôm nay bán chuối với lá rong. À, hôm nay bán mùi hôm nay là có đi bán là 10.000 bó. Mùi già sau khi thu hoạch từ đồng về, được cả nhà bà Biểu tập trung phân loại, bỏ lá khô, bó thành từng bó nhỏ phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Cứ thế, mỗi người một việc, tíu tít, rộn ràng cả khoảng sân. Mai là đi bán ở chợ đầu mối, chợ đêm Văn Quán. Là khoảng món như thế là ngày mai là bán 2.000 bó. 2.000 bó nhỏ này. Là khách đặt là người ta sẽ lấy ngày nào họ cũng lấy từ nay đến 30 Tết. Ở làng đây cũng có khách mua. Nhưng mà ở ngoài đã có năm nào bán cho người ta quen rồi nên là không bán ở nhà, phải mang cho khách ở ngoài đấy. Vì năm nào người ta cũng lấy rồi mà. Năm nay người ta đặt nhiều hơn năm trước. Vì năm nay là cái mùi này năm nay làm giữa thời tiết nó hỏng nhiều nên là không có mấy. Cho nên tôi lại sợ không đủ bó để cung cấp cho khách ngoài đấy.
Ngày nào tôi cũng phải bó cho mang tượng đồng. Làm như thế này này, xong rồi bó cho đến nửa đêm lại ra chợ. Đến ngày 30 là ra bán đi, bán sớm cho người ta lấy sớm xong lại về nhà đi bán hàng ở nhà. Để bán cho bà bắp cải ở nhà. Có hôm thì nếu ngày hôm sau phải chở đi chợ thì chở cho họ buổi chiều hôm trước. Bó khẩn trương xong rồi lại ra đi đi nhổ tiếp về. Có thì mình sợ mà lúc mà mưa thì là nó ướt làm nó bẩn. Lại phải rửa. Rửa thì nó ướt mà mất thời gian. Thế là cứ đợi lúc tranh thủ lúc mà trời mà nắng không mưa là phải ra đi nhổ. Đánh giáo. Vì năm nay mùi nó mưa nhiều thì nó ảnh hưởng thì nó hỏng dễ. Nên nó bị khô hết một phần lá chân này, bây giờ phải nhặt nó đi để cho nó đỡ bẩn. Cái cây mùi nó sạch sẽ hơn. Những cây đấy là để lấy hạt. Cái cây khô này thì mình lại gò phát ra xong rồi lấy hạt để gieo tháng năm. Thì lại gieo xong rồi để lấy làm giống để tháng năm lại trồng, gieo trồng nó lên những cái cây này này. Làm cái này là mình thu hoạch được hai lần thế này. Cái khi mà cái mùi mà người ta để người ta ăn làm gia vị thì khi mà được nhổ rồi thì lại nhổ tỉa nó ra xong rồi bán. Em đi chợ bán. Còn cái cây này thì bắt đầu để giống đến bây giờ thu hoạch, cuối năm thu hoạch nốt. Chắc là mùi của nó xanh hơn, cái mùi khô này nó cảm thấy gì đâu. Lá mùi già thu hoạch về chưa cần đun đã tỏa hương thơm ngát. Sau khi được nhặt sạch và bó lại gọn gàng, mùi sẽ được chở đến các mối quen trong chợ để bán cho kịp những ngày cuối năm. Cửa hàng lá của bà Phương Đông ở chợ Bắc Qua đã bán được hơn 40 năm. Hàng ngày bà vẫn bán các loại lá sông, lá gia vị. Nhưng khoảng từ 15 tháng chạp trở về đây, bà đã nhập thêm số lượng lớn lá mùi già về để bán. Đi qua ngã tư Hàng Chiếu Nguyễn Thiện Thuật, vào những ngày này, người ta không chỉ tận hưởng không khí mua sắm Tết mà còn được hít hà mùi thơm thoang thoảng của lá mùi thoảng trong gió. Đông nhất vào khoảng ngày 28 Tết, 29 Tết và 30 Tết là ngày cuối cùng là đông nhất trong năm. Trong 3 ngày đấy thì là hàng năm thì là khách người ta đến người ta mua. Có nghĩa là nhà nào giàu nghèo không cần biết, nhưng mỗi một nhà tối thiểu ít nhất phải mua từ 10.000 trở lên là để về cái nhất là tắm cho gia đình lấy thơm. Và đồng thời là kiểu chiều 30 Tết là ngày xưa là các cụ là luộc bánh chưng rồi có cái nồi lá mùi. Em ơi, chị lấy cái bó có hoa nhé. Đây hai bó hoa. Ừ. Ừ, tại vì là ngoài về để còn phải bày xong cho cái nó. Cái này á, bác cắm thoải mái nhá. Trước đi, xong rồi bác cắm vào lọ, xong rồi bác vun. Cho chị một nắm lá sông nữa. Lá sông là bao nhiêu? Lá sông. Tuyệt vời quá, lại còn tặng thêm chị củ xả. Một năm chỉ có ngày Tết là có cái lá mùi này đúng không em? Chị ơi, từ tháng 11 là thế có cái lá này. Thế xong rồi đến bán 30 là cái lá này là về là nhà nào cũng phải mua. Thế à? Có mua cái này là chị biết làm sao không? Của chị ở trong cái lá sông này có lá bưởi chưa? Có đầy đủ. À, thế à? Năm nào cũng thế, cứ xong cúng ông công ông táo xong thì hôm sau tôi thế nào tôi cũng đi lên chợ Bắc Qua này. Xong bao giờ cũng ghé cô hàng lá này mua. Thứ nhất mua lá mùi về. Cô thì cô tôi thích bày đã xong rồi 1-2 hôm cắt cái gốc này đi lấy cái gốc này đun đi xong cắm 1-2 hôm cho nó thơm nhà. Thì bao giờ mua một thêm một lá sông nữa cho nó coi như là tẩy gọi là những cái gì đấy xui xẻo rồi không may rồi hay là các cái vi trùng virus ấy cho nó sạch nhà mà là thơm nhà có hương vị ngày Tết Nguyên Đán. Tôi thì sinh ra lớn lên ở Hà Nội này 75 năm nay thì cứ theo tục lệ của các cụ ông bà là như thế, người phố cổ là cứ dùng các cái đồ dân dã này thôi.
Ngày cận Tết, phố phường vẫn tấp nập người mua sắm, nhưng không mấy ai quên mua một nắm lá mùi già về đun cho nhà cửa thơm tho. Nhiều cây này vào cho nó cháy có vỏ tắt bây giờ. Có một cái gì? Nó mới cháy được thì là nó mới không có khói. Bây giờ nó ẩm lan khói. Đi lên, đi lên. Cái quả nó cháy này. Ngày cuối năm, trong không khí đón giao thừa đang đến, hương mùi già quyện vào đất trời khiến cho không gian trở nên thơm ngát. Một mùi thơm dịu nhẹ mà khó quên đối với mỗi người dân Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu. Xưa là nấu bánh chưng thì bên cạnh nồi bánh chưng còn đun một cái nồi lá mùi. Còn bây giờ thì không có nấu bánh chưng tại nhà nữa thì vẫn cứ mua cái lá mùi này về cho nó thơm nhà, cho nó hương vị ngày Tết. Thế hệ bây giờ các cháu đấy đi lấy chồng mà tận Hoa Kỳ vẫn cứ năm nào bà phải gửi cái hạt mùi khô sang để cho có đốt để lấy cái hương vị quê hương Việt Nam.